Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Hoàn thiện thủ tục cam kết vốn ngân sách địa phương cho 3 dự án cao tốc. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện số 418/CD-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện thủ tục cam kết vốn ngân sách địa phương tham gia các dự án thành phần thuộc các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Công điện gửi đồng chí Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng nêu rõ, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã định hướng đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, trong đó xác định ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông. Đồng thời, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc. Các tuyến đường cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu và Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng là các dự án trọng điểm quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên, là các tuyến theo trục ngang kết nối trực tiếp với các đường trục dọc hiện có và đang triển khai đầu tư quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc Nam phía Đông, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội chung của đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.